Ra mắt Powerhouse, giới thiệu Mercedes-AMG G63. Trong lĩnh vực xe SUV hiệu suất cao, hiếm có mẫu xe nào thu hút được nhiều sự chú ý và tôn trọng như Mercedes-AMG G63. Với vẻ ngoài uy nghiêm, sức mạnh không ngừng và khả năng không khoan nhượng, G63 được coi là biểu tượng của sự xuất sắc trong ô tô. Hãy cùng tìm hiểu các thông số kỹ thuật của cỗ máy đặc biệt này và khám phá điều gì khiến nó trở thành cỗ máy mạnh mẽ thực sự trên bánh xe. Động cơ, trái tim của Mercedes-AMG G63 là động cơ V8, dung tích 4.0 lít đáng gờm, với 8 xi lanh xếp thành hình chữ V. Với 4 van trên mỗi xi lanh và phun xăng trực tiếp, động cơ này mang lại công suất đáng kinh ngạc 430 kW, 585 mã lực tại 6.000 vòng một phút, kèm theo mômen xoắn cực đại 850 Nm trong khoảng 2.500 đến 3.500 vòng một phút. Nhờ những con số ấn tượng này, G63 tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,4 giây, đạt tốc độ tối đa 220 km/h. Truyền lực, sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hệ thống dẫn động 4 bánh vĩnh viễn AMG Performance 4MATIC, đảm bảo lực kéo và độ ổn định tối ưu trong mọi điều kiện lái. Hộp số AMG SPEDS-SIFT-TCT 9 giờ truyền lực liền mạch tới các bánh xe thông qua 9 bánh răng, với tỷ số truyền được hiệu chỉnh cẩn thận để mang lại cả hiệu suất phấn khích và khả năng di chuyển hiệu quả. Hệ thống treo và lái, Mercedes-AMG G63 được trang bị trục trước xương đòn kép với hệ thống treo độc lập và trục sau cứng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sự linh hoạt và ổn định. Tay lái được xử lý bởi hệ thống cơ điện, mang lại khả năng điều khiển chính xác và phản hồi nhanh chóng cho người lái. Thiết kế bên ngoài, thoạt nhìn, vẻ ngoài uy nghiêm của G63 là không thể nhầm lẫn. Tùy chọn sơn ngoại thất MANUFAKTUR Hyper Blue Magno không chỉ là lựa chọn màu sắc, đó là một tuyên bố về tính cá nhân và độc quyền. Màu sắc nổi bật này, với lớp sơn mờ, làm nổi bật hình dáng hình hộp mang tính biểu tượng của G-Class, toát lên cảm giác mạnh mẽ và tự tin trên đường đi và địa hình. Kích thước và trọng lượng, mặc dù có kết cấu chắc chắn và kích thước ấn tượng, G63 vẫn rất linh hoạt và cơ động. Với chiều dài cơ sở 2.890mm và vòng quay 13.43m, xe di chuyển trên đường phố và đường địa hình một cách dễ dàng. Nội thất rộng rãi có thể tích cốp rộng rãi lên tới 640 lít, đảm bảo không gian rộng rãi cho hàng hóa và thiết bị. Tiến lại gần hơn, phần đầu xe của G63 gây ấn tượng với cản trước đặc trưng của AMG, nổi bật với 3 cửa gió dọc thu hút sự chú ý đồng thời phục vụ mục đích chức năng trong việc điều hướng luồng không khí. Các chi tiết bằng thép không gỉ tạo thêm vẻ sang trọng cho bề ngoài chắc chắn, thể hiện sự khéo léo ẩn chứa bên trong. Đèn pha MULTIPEAM LED thích ứng tiêu chuẩn chiếu sáng chính xác con đường phía trước, trong khi đèn hậu LED ở phía sau đảm bảo tầm nhìn và an toàn. Hoàn thiện gói ngoại thất là kẹp phanh sơn bạc, đĩa phanh đục lỗ và bộ mâm hợp kim AMG 20 inch thiết kế 5 chấu kép đặc trưng. Những bánh xe này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ của G63 mà còn góp phần mang lại khả năng vận hành năng động trên nhiều địa hình khác nhau. Đối với những người muốn có tác động trực quan lớn hơn nữa, gói sợi carbon ngoại thất AMG tùy chọn sẽ bổ sung thêm nét tinh tế lấy cảm hứng từ xe thể thao với các điểm nhấn bằng sợi carbon và các chi tiết mạ chrome tối màu, nâng phong cách thể thao của G63 lên một tầm cao mới. Thiết kế nội thất, bước vào bên trong cabin của Mercedes-AMG G63 giống như bước vào một thế giới nơi sự sang trọng kết hợp giữa hiệu suất. Nội thất được chế tạo tỉ mỉ bằng các vật liệu cao cấp và được trang trí bằng các tính năng độc quyền phản ánh dòng dõi hiệu suất cao của chiếc xe. Tâm điểm của khoang lái là vô lăng AMG Performance nổi bật với thiết kế hai chấu bọc da Nappa dẻo dai.
bộ điều khiển điện dung tích hợp đảm bảo vận hành liền mạch nhiều chức năng khác nhau, mang lại khả năng tùy chỉnh ngay trong tầm tay người lái. Vô lăng còn có các nút AMG Drive Unit, giúp truy cập nhanh vào các cài đặt và chế độ lái dành riêng cho AMG. Xuyên suốt cabin, logo AMG đóng vai trò như lời nhắc nhở tinh tế về nguồn gốc của xe, xuất hiện trên các nan vô lăng, màn hình trung tâm, bệ cửa, thảm sàn và tựa lưng ghế trước. Những biểu tượng này không chỉ mang lại cảm giác độc quyền mà còn củng cố bản sắc của G63 như một cỗ máy hiệu suất thực sự. Ngoài sự hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, nội thất của G63 còn được thiết kế để mang lại sự thoải mái và tiện lợi tối đa. Các nút điều khiển được bố trí hợp lý và giao diện trực quan đảm bảo rằng mọi khía cạnh của trải nghiệm lái xe đều được điều chỉnh theo sở thích của người lái, dù là di chuyển trên đường phố hay chinh phục địa hình gồ ghề. Hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, mặc dù có sức mạnh phi thường nhưng Mercitam G63 cũng mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 15,7 đến 14,7 lít, 100 km. Tổng lượng khí thải CO2 dao động từ 358 đến 335 gram, km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 nghiêm ngặt. Tóm lại, Mercedes-AMG G63 đại diện cho đỉnh cao của hiệu suất, sự sang trọng và khả năng vận hành trong thế giới xe SUV. Với động cơ mạnh mẽ, hệ thống truyền động tiên tiến và khung gầm chắc chắn, nó xác định lại ranh giới mà một chiếc SUV có thể đạt được. Dù chinh phục địa hình gồ ghề hay di chuyển trên đường cao tốc rộng mở, G63 vẫn là minh chứng đích thực cho sự khéo léo và khéo léo của Mercitam.